Thực hư việc Taylor Swift ra hiệu mọi người đứng dậy cổ vũ Lisa Blackpink tại VMA 2022. Tuy không thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải, nhưng mỗi khi có mặt, Taylor Swift đều quậy tưng bừng và luôn là người cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Khoảnh khắc được cho là Taylor Swift ra hiệu mọi người đứng dậy cổ vũ Lisa Blackpink khi nữ idol lên nhận giải đang viral khắp Twitter. Sự thật thì sao? Cụ thể, trên Twitter đang lan truyền một video với chú thích đại ý Taylor Swift đã chủ động kêu gọi mọi người xung quanh đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho Lisa Blackpink khi nữ idol thắng giải Best K-pop. Bài viết này lập tức được chia sẻ rầm rộ, thu về gần 80.000 lượt thả tim và video đạt gần 3 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 6 giờ đăng tải. Dù khoảnh khắc ra hiệu mọi người cổ vũ Lisa đang lan truyền là giả, nhưng vẫn còn không ít màn tương tác của Taylor Swift và Blackpink khiến fan phấn khích. Trước thêm diễn ra VMA 2022, Taylor Swift đã đăng một video TikTok trên nền nhạc Pink Venom của Blackpink khiến các fan bàn tán không ngừng. Kể từ khi mở tài khoản TikTok đến nay, đây là lần đầu tiên Taylor sử dụng nền nhạc K-pop cho video của mình. Nhiều người cho rằng rất có thể trong tương lai, Taylor sẽ có màn hợp tác với Blackpink giống của bản thân Selena Gomez. Trong phần biểu diễn của Blackpink tại VMA 2022, camera khán đài đã bắt trọn khoảnh khắc Taylor Swift bung lụa hát theo nguyên điệp khúc của Pink Venom. Hình ảnh Taylor Swift nhún nhảy tại các lễ trao giải, cổ vũ cho đồng nghiệp không phải điều xa lạ với những ai luôn theo dõi cô. Thậm chí ngay cả khi bị dân mạng trêu chọc vì những điệu nhảy kỳ quặc, nhưng Taylor chưa bao giờ bận tâm về chúng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz, trong nước và quốc tế nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!